giờ quen nhé nhỏ nhỏ ơi. Lần đầu ta gặp nhỏ. Mà có nhỏ hay không? Bên đây biết hát lại không? Anh hát bài nhỏ thì thôi em hát Cà Mau của anh đi. Rồi Cà Mau luôn. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối tân bang đồ Việt Nam. Ngài đi đường xa không đây, mà để nói mấy sông trắng đỏ. Em đứng mình trên nóng đó, duyên dáng mây to. Rồi. Được rồi. Là nghe nói Cà Mau xa lắm là được rồi. Vui rồi. Chào em trai. À, nãy giờ đợi Tường lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Thí dụ như mình đang tưởng tượng bạn gái hôm nay xuất hiện là nghĩ là cô ấy sẽ hợp với mình được bao nhiêu phần trăm? Cái linh cảm dự báo với em á. Linh cảm dự báo của em khoảng 70%. 70%. Bây giờ đợi với Tường ra mời bạn gái vào nha. Dạ. Rồi, ngồi một ghế. À, hai bạn đã vào đúng vị trí của mình rồi, mở mặt nạ ra đi em. Rồi chào em. À, bạn trai giới thiệu trước đi, người ta đợi nãy giờ rồi. Chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Em tự giới thiệu, em tên là Bùi Minh Cảnh. Bùi Minh Cảnh. Dạ, hôm nay 34 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Cà Mau và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em lái xe, Bùi Chính. Xe đưa thư hả? Dạ. Ồ, mình là lên thành phố được lâu chưa? Em lên thành phố được 8 năm rồi chị. Thế còn em? Chào chị và chào cũng bạn bên kia. Thì em tên là Trần Thị Văn Anh. Em làm kế toán của công ty in ấn quảng cáo. Em vào Sài Gòn này 13 năm rồi. 13 năm, quê Văn Anh ở đâu? Em ở Bình Định chị. Bình Định? Dạ. Một người Bình Định, một người Cà Mau. Đó giờ có khi nào quen ai ở xa vậy chưa? Chưa chị. Chưa, lần này thử đi ha. Em là năm nay bao nhiêu tuổi Văn Anh? Em năm nay 33 tuổi. 33, ở đây 34 hả? Dạ. Hiện tại mình sống với ai Văn Anh? Em đang sống với hai đứa em trai của em. Hai đứa em trai. Trong cuộc sống hai bạn tự nhận xét mình là người như thế nào? Có những điểm mạnh và điểm yếu gì? Em thì sống hòa đồng, vui vẻ. Miền Tây phóng khoáng ha. Dạ, miền Tây. Chị đã để dành tiền lấy vợ chưa? Dạ, cũng tạm được. Cái đó phải để dành á, chứ không thôi là ở mình hoài luôn á. Có những cái khuyết điểm gì mà em thấy mình cần phải khắc phục? Khuyết điểm của em thì ở nhà em ăn cơm em lười rửa chén. Ăn xong đập chén luôn hả? Ăn xong ngâm đó, nào hết mới rửa. Rồi đó, rồi ai rửa? Tự đi rửa. À, cũng là mình rửa nhưng mà chắc nó lên móc lên meo rồi mới rửa. Còn gì nữa không? Hay quên. Lâu lâu cũng có hay quên chút. À. Ngại giao tiếp ở chỗ đông người. Mình có tật xấu gì không em? Tật xấu hả? Có cái khai thiệt đi chứ cười gì. Tật xấu của em là ngủ em lăn lắm. Ngủ lăn? Ngủ một mình em lăn lắm. Lăn có khi nào rớt xuống giường chưa? Xém rớt. Ê, còn Văn Anh, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Em là một người hòa đồng, nói chuyện rất vui vẻ. Còn nhược điểm của em là khi đứng trước đám đông em hơi bị khớp một tí, em có hơi nhút nhát về cái phần đó. Tật xấu của em là đó là khi em buồn ngủ là em bất chấp. Ngủ là sao? Giống như là khi mà buồn ngủ rồi là ở nơi nào là em cũng có thể ngủ được. À, đây có cái bộ salon nè em, buồn ngủ không em? Nghĩa một bên là ngủ hay lăn, một bên là ngủ bất chấp. Có ngủ ngồi chưa? Có khi cũng có ngủ ngồi luôn chị. Ngồi xuống được một cái là ngủ thôi. Cho nên tật xấu đó là hầu như nhà em và bạn đồng nghiệp em cũng bị comment em rất là nhiều cái chuyện đó. Ta buồn ngủ, ta ngủ thôi chút xíu, ta dậy chứ gì đâu comment. Mọi người thì thích đi đây đón tí, mà em thì buồn ngủ là bắt đầu là em cứ gọi lại là em kêu là thôi về, kêu đi ngủ. À. Bị comment cái vấn đề đó. Hai bạn có năng khiếu gì không? Biết hát hò gì không? Biết giọng cổ gì không? Không giọng cổ thua. Thua hả? Thôi giờ làm bài hát gì cho nó tươi, cho nó vui lên coi. Bạn gái hơi buồn kìa. Buồn lấy đọc chị đọc. Hả? Chơi luôn. Được không em? Được. Nhiều khi lấy đọc chị đọc mà cái giọng em nó vui là người ta vẫn cười. Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay. Ngập ngừng ta hồi nhỏ, nhỏ bao nhỏ không tên. Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ nhỏ ơi. Lần đầu ta gặp nhỏ. Mà có nhỏ hay không? Bên đây biết hát lại không? Anh hát bài nhỏ thì thôi em hát Cà Mau của anh đi. Rồi Cà Mau luôn. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối tân bang đồ Việt Nam. Ngài đi đường xa không đây, mà để nói mấy sông trắng đỏ. Em đứng mình trên nóng đó, duyên dáng mây to.
rồi. Được rồi. Không cần biết là nghe nói Cà Mau xa lắm là được rồi. Vui rồi, bây giờ là vô chuyện này là quan trọng nè. Tình trường mấy mối tình rồi? Em 2 mối tình. Tại sao chia tay? Quen được bao lâu mà chia tay? Mối tình sau quen 4 năm. 4 năm? 4 năm ta cưới được rồi, 4 năm sao chia tay? Lúc đó còn mê việc quá, ham công việc rồi bỏ bạn gái. Vậy là lỗi của em. Lỗi của em. Công việc ổn định chưa? Dạ, công việc giờ ổn rồi chị. Bây giờ nếu quen yêu nhau thì bao lâu em tiến tới hôn nhân? 6 tháng trở lại. Chị Tường có tuyên bố, chị Tường mà quen ai á mà 6 tháng mà người ta không có cái ý gì tiến tới là chị Tường sẽ ve liền. Hoài không nói năng gì, không lẽ mình gái mình chủ động mình hỏi cưới, đúng không em? Vậy tình trường của em sao? Em quen cũng 2 người, có mối tình thứ hai khi quen á thì chuyện mà tới hôn nhân thì không, sau này không có nói tiếng nói chung. Cho nên tụi em dừng lại. Bây giờ mình mong muốn tìm một cái mẫu người bạn trai trong tương lai là người như thế nào? Mẫu người của bạn trai bên em thì em cũng muốn có sự chia sẻ hơn. Chia sẻ? Khi em quen người trước thì không có sự chia sẻ đó nhiều. Về ngoại hình thì em thấy là nhìn tương đối được là thôi. Em cũng không yêu cầu gì cao. Không yêu cầu quá cao? Có một cái. Cái gì? Đó là cái mùi hơi cực cơ thể thì thật sự là em không có. Mùi hơi thở hay mùi cơ thể? Cơ thể gì? Không thích mùi cơ thể hay là thích mùi cơ thể? Dạ không. Còn những điều gì không thích nữa mình nói chi tiết ra. Không biết đó, anh đó có lông nhiều không? Có được chút thích chút. Thích lông hay không thích lông? Không, do tại vì ở nhà em á là em cũng hay dọn dẹp nhiều cái vấn đề đó lắm. Kỳ vậy. Nói chung thì cũng phải có lông chứ. Không, ý nói là em nói là không, là ít thôi, đừng có nhiều. Tay chân để dùng như chị Tường cũng phải có lông tay lông chị chân có, chứ. Chị có, nhưng mà do nhà em á là không thích có lông cũng... chỗ nào. Hàng ngày không phải, hàng ngày là em cũng hay quét dọn lông nhà em á. Lông nhà em là lông gì mà quét dọn lông nhà? Lông chó với lông mèo chị. Trời ơi, lông chó lông mèo mà so sánh với lông người. Nhà em có, em ở với hai thằng con trai. Thì một đứa tụi chó, một đứa chủ mèo. Mà không hiểu sao mà lông rụng hoài luôn. Lông gì? Lông người á. Nhìn vậy nó mới men chị. Thôi chị không có thích đâu. Ủa cái đó quyền của em, nhưng mà người ta không thích, người ta không nói, người ta không thích. Rồi vậy em, mẫu người tiêu chuẩn của em là như thế nào? Bạn nữ cao trên 1m55 trở lên là được chị. Cao trên 1m55. Dạ. Rồi về ngoại hình còn gì nữa, ngoài chiều cao còn gì nữa không? Sống thì phải kính trên nhường dưới, biết chia sẻ. Nhìn đi, tôi chọn đi. Tôi nhìn đây tôi tìm còn không ra nữa, mấy người đưa hình khó thiệt luôn á. Em hãy cho anh ấy 3 cái gợi ý để tìm được em. Người em thì hơi tròn tròn, tóc ngắn. Tóc ngắn. Không được cao như anh tưởng tượng. Không được cao như anh tưởng tượng. Tìm đi em. Bạn này chắc. Đâu? Ủa rồi nếu cái bạn này thì qua bên tấm hình này là bạn nào? Bên đây hả? Tấm này nhìn không ra chị ơi. Bạn này hả? Rồi cầm hình đi, để giờ mình kiểm tra lại nha. Chị sẽ mở cửa trái tim này ra để em kiểm tra lại coi đúng cái người của em chọn không nha. Mở cửa trái tim. Hãy nhìn nhau trực tiếp đi hai bạn. Chào anh. Ủa em thấy đúng mà chị. Đúng không? Đúng mà. Chứ không phải tay cô này mà. Cô nào? Cô này. Sao em thấy giống cô này? Đâu để hỏi chủ nhân coi. Em đâu? Em này chị. Thấy chưa? Chị đúng nè. Vậy là em sai chị hả? Chị đúng nè, mà ảnh với chị cô này mà mở mặt ra rồi mà ảnh vẫn chỉ cô này. Ôi nhìn nó vẫn giống giống á. Trời ơi, nên nè, cô này mới đúng nè. Em nhìn cái mặt có cười có hai cái lúng lúng lụt lụt ra đây nè. Hai cái lúng lúng không? Có đống hoa tặng em. Dạ rồi, cảm ơn anh. Sau khi mà mở cánh cửa ra thì em cảm nhận về cô gái đối diện như thế nào? Ngoài sức tưởng tượng của em. Hồi nãy em nói chị cái vụ mà phần trăm đó thì em thấy bao nhiêu phần trăm? 68%. 68%. Em cảm nhận như thế nào về anh ấy? Em thấy ảnh thì lần đầu tiên mình gặp mặt thì mình có em thấy có cảm tình với ảnh. Cảm tình với ảnh. Dạ. Thôi bây giờ là mình chơi một trò chơi đi. Chơi trò chơi để cho mình có thể thoải mái hơn, gần gũi hơn chút xíu nha. Trên tay chị Tường hiện tại là một cái sắp bài như thế này, mỗi người hãy bóc một tấm và chúng ta hãy thực hiện cái điều mà trong này yêu cầu. Mời bạn trai đọc lớn lên. Nụ hôn đầu tiên của em là năm bao nhiêu tuổi và ở đâu? Sai giờ nhớ lại thôi. Em phải nhớ lại thôi chị. Nhớ đi. Hồi lúc em khoảng 28 tuổi. Hồi lúc em khoảng 28 tuổi. Cái gì 28 tuổi mới có nụ hôn đầu tiên hả? Dạ. Thiệt không? Thật. Sao trẻ quá vậy? 28 tuổi mới có nụ hôn đầu tiên. Hôn ở đâu? Ở chỗ quận 12 đường Phan Anh Phú Đông. Khi đó là nơi chỗ em làm. Hôn ở chỗ làm ở quận 12. Còn bây giờ em muốn hôn ở đâu? Đây, mời em.
Bạn hãy nắm tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Sướng quá, muốn gì được nữa? Nắm tay, được nắm tay. Tay anh lạnh quá. Tay anh đang lạnh nhưng tay em rất ấm. Cảm nhận rất ấm áp. Tay anh thì em thấy hơi lạnh. Chắc có lẽ anh cũng rung và em cũng rung, nhưng mà rung thêm cái khác. Tim anh nó gần lọt ra ngoài luôn. Lọt ra ngoài luôn hả? Rồi, đúng rồi, xin ăn bạn. Tường sẽ gọi đem đồ ăn tới cho hai mình ăn nha. Hôm nay Tường đã order hai món rồi. Một món là cơm kim chi, một món là bò khoai tây. Cái này là mình sẽ điện thoại order. Nếu mà bạn thích á, mình order, mình điện thoại cái là khoảng 15-20 phút sau người ta sẽ đem tới tận nơi cho mình luôn. Cơm kim chi và cơm bò khoai tây chúng ta order ở quán ăn Mr. Stick ở 219 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Ở trên này có thông tin luôn, có số điện thoại luôn ha. Mình có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline là 0286 275 4069. Chỉ cần 15 phút thôi, đồ ăn còn nóng hổi sẽ đến nơi chúng ta mong muốn. Có rất nhiều món để chúng ta chọn lựa. Trời, bò khoai tây hấp dẫn quá, thơm quá, nhìn thấy đói. Bây giờ chị Tường cũng ra ngoài ăn đây. Bây giờ Tường sẽ để dành cho hai bạn một cái không gian, hai bạn hãy tâm sự với nhau nha, thưởng thức đồ ăn thật là ngon. Một lát nữa Tường sẽ quay lại ha. Dạ, mời rồi, hai bạn thưởng thức đồ ăn. Rồi, anh mời em. Mời anh. Ủa, nãy em nói em làm ở đâu á? Em làm ở quận 1. Quận 1. Em làm bên công ty in ấn quảng cáo. Rồi em thuê nhà ở đâu? Em thuê nhà là ở quận 8, chỗ đường Dương Bá Trạc á. Em ở dưới hai đứa em. Rồi anh làm ở trên này là anh ở nào? Anh ở ở Bình Tân. Anh bên ngay chỗ giao thư vận chuyển hay sao anh? Anh thì bên chạy xe, anh chạy xe lớn, xe tải. Dạ, đi phân bổ các tỉnh đúng không anh? Anh chỉ là vòng vòng có một phường thôi à. Còn đi tỉnh là mấy người khác đi nữa, anh không có đi tỉnh. Anh thì chủ yếu là sáng đi, sáng thì tới chỗ làm rồi nhận đồ đó, rồi đi vòng 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 một phường đó giao cho người ta. Xong sớm thì về sớm, bữa nào trễ lắm thì cũng 6 giờ. Vậy tính anh làm về sớm hơn em rồi á. Lần đầu tiên gặp em cảm nhận anh như thế nào? Em thấy anh hoạt bát. Em thấy cái nét hiền. Thì không biết là cái đó là đúng hay không, do tại vì cái này là ấn tượng đầu tiên thôi. Đúng rồi. Anh cũng... sao ta? Em giờ em cũng chưa đánh giá được nhiều. Miền Tây mà, người miền Tây phóng khoáng á. Tính em thì cũng hơi bị nhút nhát. Khi mà quen thì em nói chuyện rất là nhiều, em rất là cởi mở. Nhưng mà khi mà gặp hay là rất đám đông thì em có ít nói hơn một tí và hơi bị nhát. Nhưng mà chỉ còn cho em thời gian thì em sẽ mới cởi mở lòng mình ra được. Ưu điểm của em là như vậy thì anh cũng nghe rồi. Có bao lâu em mới về quê một lần? Em thì một năm em về hai lần. Anh tính lập nghiệp ở trên này luôn hay là sao? Lập nghiệp thì ở đây nếu mà sống được thì lập nghiệp ở đây luôn, còn không thì về quê. Quê cũng có đất, có gì con già con cho, về làm tôm. Còn em sao, tính lập nghiệp ở đâu? Em thì lập nghiệp ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, dự định là ở đây luôn đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, hai bạn ăn món bò khoai tây thì thấy thế nào? Dạ, ngọt. Ngọt. Mềm. Mềm. Dạ, được. Em thì... có cay không? Không cay. Học khẩu vị được. Học khẩu vị không cay. Chị muốn hỏi Cảnh là quan điểm của em trong cái tình yêu là như thế nào? Tình yêu, quan điểm của em á là thứ nhất phải chung thủy và chia sẻ lẫn nhau. Miền Tây vậy đó em, thẳng thắn ngắn gọn. Em thì sao? Của em thì cũng chung thủy, biết chia sẻ. Có những cái gì mà cũng gục mắt á thì nên nói, chứ em không thích là khi em lại im lặng. Kiểu đó thì cảm thấy cả hai càng nặng nề hơn và mệt mỏi hơn. Đa số chị em phụ nữ đều thích được chia sẻ, thích được nói. Mà cái gu của các quý ông hiện tại cứ thích im lặng. Các quý ông hãy làm ơn nói nhiều một chút cho chị em phụ nữ chúng tôi biết rằng là tôi còn được quan tâm. Im lặng rất đáng sợ. Có gì cứ nói hết. Có gì cứ nói hết, nhớ nha. Cũng đủ để hai bạn tìm hiểu nhau rồi. Bây giờ chị Tường mời hai bạn hãy đặt tay vào cái nút bấm này. Khi chúng ta bấm nút là chúng ta hẹn hò với nhau. Bấm nút là trao cái duyên cho nhau. Suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra cái quyết định của mình nha. Tường sẽ đếm từ 1 đến 3, nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình. 1, 2, 3. Hai nửa trái tim đã cùng sáng đèn, mời qua bên đây. Nắm tay nhau đi hai bạn. Mong rằng hai bạn sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn, để vun đắp
cho cái tình yêu của mình. Gửi tặng hai bạn một cái vé xem phim tại hệ thống của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Các bạn sẽ có một không gian xem phim tại đây để trò chuyện, để tâm sự với nhau. Nếu có tin vui thì hai bạn hãy sớm báo cho Cát Tường và chương trình nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa. Và quý vị nhớ khung giờ rất quen thuộc của chương trình thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media hoặc là trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò quý vị nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.